Cái mặt em là mặt V line là cao em nhỏ. Xăm trên trán có trẻ trâu không ai biết đâu, người ta thích thì người ta xăm thôi, sao mình cấm được người ta đúng không? Coi có mấy người mà xăm, ủa mấy người làm càm nhìn là biết rồi. Chứ là ở đây nó có cái cục nè, tim nó cục filler nhìn nó nhọn quắc cái kiểu này, nhìn nó không tự nhiên đâu. Tinh thần xanh khuôn mặt em chắc ai cảm ơn Chinh nè. Điểm mười cậu đeo biểu lỗi gì ai cũng có một sở thích. Đúng rồi, mọi người có sở thích khác nhau đúng không, không ai giống ai chứ. Có gì đâu tiếc em.